Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 44 về việc kiện toàn danh sách hệ thống cán bộ công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ thống cán bộ công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, được hưởng các chế độ phụ cấp nếu có theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2024, thay thế quyết định số 2283 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc kiện toàn danh sách hệ thống cán bộ công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Theo phụ lục ban hành kèm quyết định, danh sách hệ thống cán bộ công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính sở ban ngành tỉnh gồm: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, huyện Cò Dầu, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ủy ban nhân dân huyện tân châu